một bông hồng cho em và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để đời vui sướng hơn. Nếu mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Nại chuối buồn câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói, nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo, tiết lễ mùa Vu Lan năm nay, nay giờ anh đã tới, đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiện đức quang lâm lễ đài để chứng minh cho buổi lễ được chứng thật công đức. Nam mô chúng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Mừng ngày Vu Lan
đòi về ấm gian chiếu trong muôn vàng ánh khắp mọi nơi.
tên này gồm nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, xá tội vong nhân, cứu giúp chúng sanh thoát khỏi mọi khổ đau trong các cảnh giới địa ngục. Thứ hai, báo hiếu phụ mẫu, báo hiếu phụ mẫu thân quyến trong đời hiện tại mà đã quá vãng thì thoát khỏi thống khổ trong ba đường. Trong đời hiện tại mà đang còn sống thì hưởng phước lạc sống lâu trăm tuổi. Thứ ba, tự tứ tăng thời, cúng dường giá bò, cúng dường trai tăng sau khi cứ ngày đã hoàn mãn nhập hạ 3 tháng. Thứ tư, chư Phật quan dự. Ngày Đức Phật nhìn thấy chư tăng an cư kết hạ thanh tịnh giới, cư sĩ tại gia người con có hiếu, tội nhân được cứu độ khỏi địa ngục. Vu Lan, mùa báo hiếu chỉ là một trong 4 trọng ân mà người Phật tử lúc nào cũng phải lo để đáp bằng sự tôn kính và phụng dưỡng phụng sự, đó là ơn cha mẹ, ơn chúng sanh, ơn tổ quốc và ơn tam bảo. Tiếp theo là lễ dâng hoa cúng dường chư Phật do các em trong liên chúng La Hầu La Tôn giả phụ trách. Xin các trưởng hướng dẫn các em nhận lấy lại.
Tiếp theo là lời phát biểu về tiền đề đại lễ Vu Lan. Chúng con xin mời thầy giác nguyên tổ trưởng quán theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức cùng toàn thể quý vị thiện nam tín nữ Phật tử. Mỗi năm đến mùa Vu Lan, trong lòng chúng ta lại rộn lên một niềm hiếu hạnh, thương cha nhớ mẹ nhiều hơn. Mùa Vu Lan báo hiếu là để tri ân và tưởng niệm bốn ơn mà người Phật tử hằng ghi nhớ và tìm cách đáp đền những ân tình ân nghĩa đã cứu mang, để rồi trong mỗi thời khắc của cuộc sống chúng ta không bao giờ quên ơn dù người còn sống hay đã khuất. Tất cả chúng ta khi thọ nhận một điều gì thì phải suy nghiệm rằng từ đâu mà có. Trong năm pháp quán của người xuất gia mỗi khi thọ trai, phép quán đầu tiên là quán thức ăn này từ đâu mà có. Công của người đàn na thí chủ đem đến cúng dường, rồi từ đó phát nguyện cố gắng tu hành thành tựu đạo nghiệp mới dám thọ nhận thức ăn này. Khi còn tại thế, Đức Phật từng dạy các vị tỳ kheo. Mỗi vị tỳ kheo nghỉ dưới một bóng cây vào buổi trưa hè nóng bức. Khi rời bóng cây ra đi, cũng phải nhớ ơn bóng cây đó đã che mát cho mình. Đến những vật vô tri như thế mà Phật dạy còn phải nhớ ơn, huống nữa là những trọng ân của thầy tổ, cha mẹ, tổ quốc, đàn na thí chủ, chúng ta nỡ quên sao? Trong cuộc sống tương quan tương sinh này, chúng ta thọ nhận rất nhiều ơn tình ơn nghĩa của mọi người xung quanh ta. Vì vậy, ngày Vu Lan là dịp để chúng ta truy niệm, hướng tâm về những thâm ân đó mà tìm cách đền đáp dù chỉ trong muôn một. Lễ Vu Lan đã truyền lại từ ngàn xưa, có Đức Mục Kiền Liên là tiêu biểu gương hiếu hạnh, đã để lại cho hàng Phật tử lấy đó làm gương noi theo. Tại sao nói cha mẹ là nguồn mạch của yêu thương? Tình thương của cha mẹ đối với con là thứ tình thương tuyệt vời, không bút nào tả xiết. Không có bất cứ tình thương nào trên quãng đời này có thể so sánh được, nhất là khi mới chào đời. Chúng ta nằm trong vòng tay êm ấm của mẹ, cha, nhận được sự chất chiêu nuôi nấng của mẹ. Chúng ta nhận tình yêu thương của cha mẹ đầu tiên, rồi chúng ta phải đáp lại tình yêu thương đó đối với cha mẹ cũng phải rất chân thành. Có như vậy chúng ta mới nói được tiếng nói yêu thương, để chúng ta trang trải lòng từ bi vào cuộc sống này đối với tất cả mọi người có tương quan tương sinh với nhau. Trước tiên chúng ta phải nghĩ, phải thương, phải đền đáp ơn sinh thành của cha mẹ. Sự chân thành đó chớm nở làm nền tảng căn bản để chúng ta phát huy đạo đức vào trong lòng xã hội nhân sinh. Như vậy tình yêu thương của chúng ta mới có nền tảng căn bản thực sự. Vì vậy muốn thực tập yêu thương thì chúng ta phải tập yêu thương cha mẹ trước, mà phải thương một cách thật tâm, thương một cách chân tình, không thể thương trên lý thuyết hay chỉ nói thương trên miệng lưỡi, mà chúng ta phải thương bằng sự báo đáp ân tình ân nghĩa thực sự ngay trong cuộc sống này. Hiếu không được chỉ hiếu trên mặt tri thức mà phải thể hiện bằng cái hạnh, cho nên mới gọi là hiếu hạnh. Hạnh hiếu có rồi thì chúng ta mới thể hiện sự hiếu dưỡng, tức là nuôi cha mẹ, lo cho cha mẹ từ vật chất đến tinh thần. Có như vậy
Vào ngày này chúng ta mới có thể trở về mùa mặt yêu thương đầu đời. Do đó, báo đáp công ơn cha mẹ cũng chính là bổn phận thiêng liêng cao quý, một nghĩa vụ không thể thiếu là bậc làm con phải thực thi cho bằng được. Đúng ra hiếu hạnh không phải là bổn phận mà là diễm phúc. Chỉ có những người con đức hạnh mới cảm thông và thấu hiểu điều đó một cách sâu sắc. Vu Lan là nhịp cầu yêu thương được truyền thông từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Chúng ta không chỉ nhớ ơn những người đang thu mang mình mà còn triên niệm thấu ơn những người đã khuất như cụ Huyền Thất Tổ đã sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, hay những chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, những người đã hy sinh xương máu cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay chúng ta được sống trong cảnh thái bình ấm no. Muốn có nền đạo đức thật sự, có người cần phải thực hành lời Phật dạy xuyên qua truyền thống Vu Lan báo hiếu ở Phật giáo. Truyền thống này được coi là ngõ vào đạo hạnh, nhóm lửa từ tâm và cũng là khuôn vàng ước ngọc để hai thế hệ trước, cha mẹ và sau, con cái cùng trao truyền mật thiết trong bổn phận và trách nhiệm với nhau trên tiến trình tu học. Nếu bậc cha mẹ và con cái áp dụng đúng theo tinh thần Vu Lan báo hiếu ở Phật giáo thì truyền thống này sẽ càng thêm mặn mà, khởi sắc và mang đầy đủ ý nghĩa. Đồng thời, nhà nhà sẽ được an vui, thế giới sẽ được thái bình, thịnh trị. Tóm lại, tinh thần của mùa lễ hội Vu Lan giáo dục lòng nhân ái đối với kẻ còn người mất, khơi mở tấm lòng, độ lượng bao dung trong mối quan hệ tuyên dương, tương duyên giữa mình và vạn loại. Đây cũng là dịp thể hiện tinh thần cứu độ, độ sanh, mang thông điệp từ bi của Đạo Phật vào đời, nhằm chuyển hóa khổ. Kính thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin kính khai mạc Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2563. Nhân dịp Đại lễ Vu Lan báo hiếu, chúng con kính chúc chư Tôn Đức Trưởng Lão và chư Tôn Đức Tăng Ni lời chúc mừng khánh tuế sau mùa lễ tự tứ năm Kỷ Hợi này được vô biên phát lạc, đạo thọ diêm trường. Đồng thời nguyện cầu Tam Bảo luôn gia hộ cho quý Phật tử đạo tâm kiên cố, thân tâm an tịnh, cùng gia quyến được đoàn viên hạnh phúc. Nhất tâm cầu nguyện cụ Huyền Thất Tổ, lịch đại tôn thân nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, tùy sở trụ xứ thường an lạc, và cầu cho pháp giới chúng sanh được nhuần ấn lợi lạc. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Tiếp theo là nghi lễ cầu nguyện. Xin ban tiếp tân phát tài liệu, ban hương đăng thắp đèn đốt nhang. Mời quý vị Phật tử đứng lên chắp tay. Xin cung thỉnh với chư Tôn Đức Miền Hương. Giải thoát
giải thoát tiên hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cũng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô thập phương thường trú tam bảo tác đại chứng minh. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm Kỷ Hợi tại chùa Quán Thế Âm, đường Mạc Lập Linh, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Đệ tử chúng con xuất gia tại gia, cầu hội trước lễ đàn, thành kính tưởng niệm lễ Vu Lan báo hiếu. Nguyện mười phương tam bảo đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đại hiếu một kiền liên Bồ Tát tùy từ chứng minh tiếp độ cho đệ tử chúng con tội diệt phước sanh căn lành tăng trưởng, hồi hướng cầu nguyện ra thế giới hòa bình chúng sanh an lạc, lại nguyện cho ai chủ quyền thất tổ lịch đại chư tiên linh quá cố, nội gia tiên tổ, ngoại gia tiên tổ, thúc bá đệ huynh cô di tỷ muội, các vị tướng sĩ chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, oan hồn uổng tử, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các vị thai nhi sản phụ, lâm bồn mạng chung, nương nhờ tam bảo lực thính pháp văn kinh, đốc thoát u đồ, vãng sanh tịnh độ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Tận đại chúng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân trời bồ tát thánh thiện bồ tát tăng na di bồ tát tự di bồ tát tự thành bồ tát thành viên đạo bồ tát viên bồ tát di bồ tát đẳng có bồ đề tam tòa ni phan giả ba la mật đa tu thánh bồ tát này bồ Thank you.
rừng rộng trong bồ đăng hành nhà lô biên thắng bữa chai hồi hương bỏ quyền pháp giới chư chúng sanh bao mạng vô lượng quan thời sáng quyền tiêu tan chư trừ phiền nào quyền thắng trí huệ chân minh Nguyện đem công đức
bởi đại yếu một kiền riêng Bồ Tát, ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, nhân mùa Vu Lan báo hiếu cũng là mùa xuân của Phật giáo, mùa chư tôn đức được tăng quan hạ lạc, và trong niềm vui chung của những người con Phật đối trước pháp thể chư tôn đức, chúng con đầu thành đảnh lễ xin tát bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, Vu Lan thánh hội nay đã trở thành nguồn, thành suối lan tỏa tươi mát, diệu lý hài hòa khắp trong trời đất và muôn vật. Ngài đã khơi gọi tâm hiếu và tâm hạnh hiếu, ánh lên nét đẹp đặc thù muôn đầy chứa đầy nghĩa sống tình người, và cũng đã thấm đẫm trong lòng dân tộc Việt từ ngàn xưa. Một bản sắc văn hóa truyền thống, ân tình và đạo nghĩa, chúng con được biết từ những lời ca dao, một kho tàng văn hóa dân gian đã chắc lọc tinh chất đạo lý tình người, đã được truyền tải từ muôn đời đến với chúng con. Cái đối với ơn sanh dưỡng như công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta, nên người con phải xót xa đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Và hơn thế nữa, khi chúng con đã thật sự có mặt trong cuộc sống, từ muôn ngã cuộc đời, ít nhiều chúng con cũng đã và đang nhận ra được từ phía tấm lòng cha mẹ đã dành cho chúng con, để chúng con thấy được công ơn trời biển như thế nào. Biển đông có lúc đầy vơi, chớ lầm cha mẹ suốt đời tràn chân. Nay chúng con đã nhờ giáo nghĩa của Phật, qua chư tôn đức tăng ni, và thời gian và không gian là vô thường, mọi sự vật hiện tượng biến đổi, mà trong đó con người luôn chịu sự chi phối bởi sanh già bệnh chết. Điều ấy đã thôi thúc những người con có hiếu hạnh càng thực hiện bổn phận phụng dưỡng cha mẹ hơn bao giờ hết, vì biết rằng thời gian không hề đứng lại. Ai níu nổi thời gian, ai níu nổi bao giờ? Con mỗi ngày một lớn, mẹ cha mỗi ngày thêm già. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn, chúng con tự nhận biết rằng không bao giờ có ai dự liệu được sự sinh tồn của cha mẹ, cũng không ai mãi mãi luôn gần gũi cha mẹ để hưởng những đặc ân tình cảm. Thiêng liêng từ cha mẹ, mong sao cho cuộc hành trình ấy không để lại một vết buồn thương đầy xước tủi hận. Và một khi chúng con đã hiểu thêm lời Phật dạy về điều thiện và điều ác, điều thiện tối cao không gì hơn bằng hiếu, điều ác cực ác không gì hơn bất hiếu. Cứ mỗi năm khi đến mùa Vu Lan, mọi người con Phật đang rộn và hướng về phương trời chân lạc là để được thực hiện tâm hiếu hạnh. Đây là dịp nghỉ nhắc nhở ân nghĩa sâu đậm của cha mẹ, sự đánh động ghi dấu trong mỗi thời khắc của cuộc sống.
mỗi đêm thắp ngọn đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn đối với những ai đã quy giới Tam Bảo thì tất cả đều nói lên sự hạnh phúc qua lời Phật dạy: phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng. Kính bạch chư tôn đức, để tỏ lòng đền đáp tứ trọng ơn, hôm nay trước Phật đại trang nghiêm thanh tịnh, đệ tử chúng con nguyện kề vai sát cánh, chung lòng đáp phước thiện duyên, đốt nén tâm hương sắm sanh rễ mòn, kính dâng lên chư tôn đức, để quý ngài làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, xiển chương chánh pháp, cứu khổ an vui cho nhân loại. Chúng con xin nguyện noi gương hiếu hạnh của tôn giả Một Kiền Liên, nguyện cầu cho cụ huyện Thất Tổ và tất cả chúng sanh đang trầm luân trong cảnh giới khổ đau đều được an lạc giải thoát. Đồng cầu nguyện cho phụ mẫu tại tiền, lục thân quyến thuộc, tật bệnh tiêu trừ, đầy đủ ấm no hạnh phúc. Kính bạch quý ngài, vào giờ này chúng con xin được thay mặt chư huynh đệ gần xa đảnh lễ khánh tuế chư tôn thiền thích nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý ngài được sức khỏe dồi dào, thân tâm thực lạc, mãi mãi là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng cho chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Thượng trên quý ngài thì từ chứng minh đạt thọ, chúng con được ân riêng công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Hết sức là cao độ, mong rằng
với Phật tử kiên cố nhiều hơn nữa trong mọi hoàn cảnh. Lúc nào cũng quý vị thấy ở trên đời này có nắng thì có mưa, có buồn thì có vui. Mà quý vị không ngại nắng mưa, không ngại buồn vô, quý vị lúc nào cũng gắn bó với người tầm bảo hậu trì cho chư tăng ở đây để mà có phương tiện hoàng dương Phật pháp. Rồi đồng thời tôi cũng xin hồi hướng cái công đức này của quý Phật tử cúng dường hôm nay đến với cụ quyền thân tổ cha mẹ nhiều đời tứ thân phụ mẫu của quý vị, cũng như chư hương linh Phật tử ký tự, chư hương linh chiến sĩ Trần Vân đồng bào tử nạn, thừa tư cái quốc báo này sớm được vãng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Một lần nữa tôi cầu chúc cho tất cả mọi người, mọi gia đình đều được an lành trong bóng hào quang của Đức Phật A Di Đà Phật. Nam mô Chứng Minh Sư, Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi hứa khả cho rồi, lại ban cho chúng con những lời pháp dụ thật quý báu. Chúng con xin tri giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường Pháp Âm Bá. Thank you.
Rồi lòng con